lửa con mổ nhật, chất liệu là đồng khối. Lửa nè, lửa 10 lên 10, thấy lửa ghê chưa, lửa rất là lớn luôn. Vệ sinh, đã vệ sinh đánh đồng đẹp lung linh, thấy không? Đó, đã vệ sinh đánh đồng đẹp lung linh. Mình có thể, nó có một một cấn, một cái nhỏ xíu như cái đầu kim này, không đáng kể đâu ha. Việc xưa mà 70-80 tuổi rồi còn như vậy là còn quá tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời luôn á. Người ta 70-80 tuổi rồi mà đâu phải quẹt mới bây giờ đâu. Đó, chất liệu là đồng khối ha. Đó, kích cỡ so với gói thuốc. Dòng này ngoài xài có giá trị sưu tập và giữ xăng rất là lâu và không nặng túi như Zippo ha, rất là tiện, nhất là mấy anh mang quần sọc mà kia, mấy anh bây giờ mấy anh thường thích là mang quần lửng á, bỏ vô nó không có nặng túi mấy anh ha. Nó 70-80 tuổi rồi, để em dung cái đít cho mấy anh coi cái đít của nó đây, đít của nó. Mấy anh mà không có biết việc xưa sẽ thắc mắc ở cái này xài sao em, nắp nó đâu, rút ruột ra như thế nào ha, em hướng dẫn luôn. Con ốc to này là con ốc châm xăng, ốc nhỏ này là con ốc thay đá, nó xài xăng đá Zippo, nó xài xăng đá Zippo ha. Bật đây là cái cần này, vừa là cần của nó vừa là nắp của nó luôn, nó là khít đây, nó rất là khít, nó không có lối thoát, đâm ra là nó giữ xăng rất là lâu. Giờ này xài rất là thích ha, mà sưu tập thì xài rất là thích. Chất liệu đồng khối ha, mấy anh cứ lấy cà na lau là nó lại vàng.